Hello anh em, mình là Huy Long, chào mừng anh em quay trở lại với kênh review Transformer Ven của mình. Thì thời gian vừa qua mình thấy một số anh em chan cái con này cứ kêu là cái phần bánh răng, cái phần bánh xe, bánh răng ấy ở dạng xe tăng con này nó cứ bị lệch. Tại sao mà không thể nào mà căn cho nó thẳng hàng được? Thì hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em transform cái con LS06 này từ dạng robot sang dạng xe. Căn bản là từ khi các bạn mua về mở hộp ra thì nó đang ở dạng robot, mà muốn chan thì chúng ta sẽ chan từ dạng robot sang dạng xe. Mà cái clip review cái con này trước đây của mình thì mình nhớ là mình chan từ dạng xe sang dạng robot cơ, cho nên là cũng một số anh em cũng chưa nắm được cách chan cũng như là chan sao cho chuẩn ấy, cho cái hàng hàng bánh răng này nó thẳng hàng ấy. Rồi thì hôm nay mình sẽ làm clip chan form con này, cũng như là lâu rồi mình không lôi con này ra chơi thì hôm nay cũng lôi ra chơi và cũng là làm clip để hướng dẫn anh em chan form nó. Thì nói qua sơ qua một chút thì cái con này là con của BMW, của hãng BMW, bây giờ là Audimex ấy. Thì mã của nó là LS06, hình như tên của nó là Tank Mega Commander gì đấy mình không nhớ lắm, nhưng mà nó thực ra nó là cái con bản gốc của nó là con Megatron của Studio Series cơ. Thì hãng BMW có hack lại rồi tăng tỷ lệ lên rất là to, rồi thì cũng có nâng cấp ý, nâng cấp cái phần phần hông như này. Trước như ở cái con bản gốc thì ở phần hông, phần lườn này nó sẽ bị rỗng đấy. Rồi thì nói chung là cái con này thì mức giá của nó đợt mình mua thì cũng mua hàng đợt 1 cho nên là cũng khá là cao. Hình như là 1,3 triệu sao ấy. Nhưng bây giờ mình thấy giá hình như là đi xuống rồi. Đấy, thì anh em cũng có thể mua được với giá tốt ở thời điểm này. Đó, nói chung là con này thì chúng ta bỏ ra một số tiền nhưng mà đổi lại thì được cái to xác thôi. Nói chung là cũng ngầu đẹp, sơn đẹp, to xác, nhưng mà đổi lại thì thực sự là chất lượng khớp của nó, đối với mình thì mình đánh giá là khớp con này ở mức trung bình, nếu như chưa nói là kém, tại vì nó không có một cái khớp nẩy nào nhé, không có một khớp nẩy, khớp lò xo nào, mà hoàn toàn chỉ là khớp vít, khớp đinh tán thôi, cho nên là nó sẽ không kiểu mang cái tính, nói chung là khiến cho mình thực sự là không không hài lòng với khớp con này một tí nào cả, nó mất đi cái giá trị của nó đấy. Chứ còn trưng như này thì cũng ngầu cũng đẹp, chứ còn nếu mà sờ vào khớp bẻ bẻ thì lại thấy chán lắm. Đấy, cho nên là các bạn cũng nên cân nhắc nha. Rồi, còn nếu mà các bạn thích khớp tốt thì có thể cũng lựa chọn cái con God, không mấy mình không nhớ lắm, nhưng mà của Dream Factory đấy. Nó cũng là cái kiểu con Megatron này nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà đổi lại khớp cực kỳ nảy tanh tách luôn. Rồi, không dài dòng nữa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em transform con này. Và trước khi transform nó qua một chút là con này nó có hai chỗ có thể bật đèn nhé. Thứ nhất là trên đầu này, đó, bật đèn lên thì mắt đỏ rất là sáng. Và thứ hai là đèn ở cái súng đây. Đó, và từ khi mình mua con này đến giờ cũng phải hơn 1 năm rồi. Đấy, đúng rồi, cũng phải hơn 1 năm rồi đấy. Mà mình bật đèn cũng không nhiều lắm, mà pin cũng chưa thay lần nào đấy. Nói chung đây là pin gốc của nó từ đầu đến giờ, bật lên vẫn sáng trưng luôn. Đó, chứng tỏ là pin cũng khá là tốt chứ không phải là pin tàu mà đều đâu. Đó, hoặc là lại do nhân phẩm. Rồi thì mình sẽ tắt đi cho đỡ tốn pin nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em transform cái con LS06 này từ dạng robot sang dạng xe. Đó, thì mình đang để cho nó đứng lên cái đế của dành cho mô hình Transformer, thì mình sẽ bỏ cái đế ra cho nó đỡ vướng. Đó, các bạn thấy là con này rất là to này. Nó cao khoảng 30 mấy cm này, 33 hay sao ấy. Nó cao hơn cả con LS03 mà. Đó. Đây, logo mặt Decepticon này. Đó. Rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn transform cái con này nhé. Từ dạng robot sang dạng xe và chỉnh như thế nào sao cho cái hàng bánh của nó chuẩn, nó thẳng hàng. Tại vì nhiều anh em hỏi cái đó và mình thấy cũng một số anh em cũng không chan được cái chỗ đấy. Nó cứ bị cập kênh ấy, cho nên là cứ hỏi. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cái chỗ đấy. Nhưng mà khi nào đến đoạn đấy thì mình sẽ nói sau. Rồi. Bây giờ thì transform cái con này. Mình sẽ cố gắng làm nhanh thôi, tại vì mình các clip mình cũng hay làm dài dòng ấy, mình không chỉnh sửa gì, có sao mình làm vậy, cho nên là nhiều khi cũng hơi mất thời gian. Trước tiên thì chúng ta gập luôn này vào cho đỡ vướng này. Gập luôn vào cho đỡ vướng. Đó, các cái bàn tay này nếu mà lúc đầu các bạn đang pose đang xòe xòe thì bây giờ cho chụm hết lại đi. Cho chụm hết lại. Đó, trước đấy là cái trước tiên. Tiếp theo là chúng ta sẽ tách hai cái vai này ra. Đây, mình sẽ chỉnh được cái này một chút đã. Rồi, mình sẽ tách hai cái vai này ra này, rất đơn giản thôi. Nó sẽ có cái mấu chốt ở đây này. Đây.
Đó, đây. Đó. Thì chúng ta tách ra, bên này cũng như vậy thôi. Đó, nó là cái lỗ ở đây và cái gờ ở đây. Đấy. Chúng ta tách nó ra. Sau khi tách được hai cái tay ra rồi thì chúng ta sẽ mở được cái phần lưng này ra này. Đó, cái phần lưng này. Tại vì khi các bạn mua về nó đang ở dạng robot mà. Mà nhiều anh em mua về thì còn chả chan cơ. Tức là mua về là cứ thế mà trưng thôi. Thì thực sự là mua những cái con mô hình này thì chúng ta nên chan. Tại vì cái chan form lắp ráp nó chính là cái thú vị của chơi những cái món này. Chứ còn mua về trưng không thì các bạn mua luôn mô hình ý mà trưng cho nó đẹp. Tại vì nó vừa đẹp vừa sát phim. Mà nó khỏi phải chan đỡ phiền phức. Nhưng mà đương nhiên rồi, nó đẹp sát phim, sơn đẹp thì đổi lại là cái giá của nó thì rất là chát. Đó, phải vài triệu cơ. Rồi, thì đấy chúng ta sẽ gập thẳng cái này ra đây, cái nòng súng này, đấy, cái đầu xe tăng đấy, đây cái nòng súng này. Đó, chúng ta gập thẳng ra và hai cái súng này chúng ta có thể để check check lên như này, hoặc là tí chỉnh sau cũng được. Đó, nhưng mà các bạn lưu ý là cái này phải thẳng nha, mở lên hết cỡ nha, nó phải thẳng như này, nó phải thẳng. Đó. Rồi, tiếp theo là cái hai cái phần chân này. Hai phần chân này chúng ta sẽ phải tách ra này. Đây, các bạn lưu ý là mình sẽ rơi đằng trước, các bạn nhìn này. Đây, đằng trước nó đang như thế này nhá. Thì các bạn sẽ cầm vào đây này. Cầm vào đây. Cầm sát cao lên một tí nhá. Sau đó các bạn kéo thẳng ra. Kéo thẳng ra thôi. Đó, nó không có cái gờ gì để giữ đâu. Cho nên là các bạn cứ kéo thẳng ra thôi là được. Bên này cũng như thế này. Cầm cao tay lên một tí chứ đừng cầm thế này. Cầm thế này thì không thể nào mà ấy được, chúng ta phải cầm sát lên đây. Đó, sau đó lắc lắc nhẹ. Đấy, như thế là nó sẽ ra thôi. Rồi. Tiếp theo. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ để hơi gập xuống này, tại vì cái con này sẽ tăng mà. Cho nên chúng ta sẽ transform kiểu như này. Tiếp theo thì là hai cái phần, đây chính là hai cái phần cải tiến mà mình nhói đây này. Nó chính là cái phần cải tiến đấy. Đấy, thì ở bản gốc thì nó sẽ không có những này và nó rỗng hoàn toàn luôn. Ở cái con này họ đã nâng cấp rồi cho nên là chúng ta sẽ có thêm những cái này, thì mình cũng đánh giá gọi là khá cao cho cái sự nâng cấp này, nó đẹp và nó cũng rất là hợp lý luôn. Đó, chúng ta sẽ xoay nhá, trong này nó sẽ có một cái gờ để giữ, chúng ta nhấc nhẹ lên là được. Đó, sau đó chúng ta xoay này. Đó, chúng ta lựa chỗ này để xoay nhá. Đấy, nó là một cái khớp cầu như thế này, chúng ta sẽ lựa lựa để khoan xoay. Chúng ta sẽ không thể xoay như thế này được mà chúng ta chỉ xoay ngang như thế này thôi. Đó, xoay ngang, xoay 180 độ như này chứ không phải xoay vòng lên như này, các bạn lưu ý nhá. Đó. Sau khi xoay được như này rồi thì chúng ta sẽ thực hiện luôn, đó là cài cái này lại. Mình sẽ chỉ rõ chỗ này cho các bạn tại vì nhiều bạn sẽ không để ý đâu. Đó, cơ chế của cái chỗ khớp cầu này nó là hình như thế này, xoay như này. Các bạn lưu ý đây có một cái lỗ này. Đó. Chúng ta sẽ xoay này lại và nó sẽ là cài vào đây này. Đây, nó chính là cái chỗ gờ này, nó sẽ cài vào cái lỗ này. Đó, chúng ta sẽ làm luôn. Lựa để sao cho nó cài được. Đây. Đó, các bạn lưu ý nha, chúng ta sẽ phải lựa để cho nó cài vào được nha. Đây. Đó. Thì nó sẽ là gọi là cố định luôn. Đó, nó sẽ cạch một cái. Nó sẽ cố định luôn cái phần này này. Cố định luôn cái này, nó không bị đưa lên đưa xuống. Đấy, mục đích là như thế. Tiếp theo. Mình vừa bị bung rồi, mình sẽ cài lại chỗ này. Rồi. Chân này mình cứ để xuống như này để cho đúng được. Đó, để nó chống trong quá trình tra form mình đỡ phải cầm mỏi tay ấy. Tiếp theo bên này cũng như thế nhá, bên này cũng như thế này. Các bạn sẽ xoay cái này ra này, mình sẽ thao tác lại cho bạn xem này. Chúng ta sẽ gạt cái này lên. Đó, gạt cái chỗ này lên, sau đó xoay. Xoay vòng lại. Đó, sau đó lại gạt nó xuống này. Gạt nó xuống và đồng thời xoay cái này. Kéo này xuống. Đó, rồi chúng ta tiếp tục cài cái gờ đấy. Để cho nó giữ. Tại vì mình cũng không có cái con này bản gốc ấy cho nên mình cũng không rõ là nó có à, nó không có, tại vì cái này chính là cái cải tiến mà cho nên là bản gốc nó cũng sẽ không có cái chỗ phần lắp ráp như này đâu. Đấy, đúng rồi,
mình đang định nói là bản gốc có hay không, nhưng mà thực ra nó không có, tại vì cái này là cải tiến. Rồi tiếp theo này, tiếp theo là các bạn sẽ, đây trông nó đang ra cái hình thù gì đây. Đây tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái tay này, hai cái tay này chúng ta sẽ đưa vào chỗ này đó. Đây thì cái tay nhá, các bạn lưu ý này, tay này thì mình sẽ gập sát nó lại đấy nha. Cái đầu này chúng ta sẽ đưa thẳng xuống này. Đó, cái đầu để như thế này nhé các bạn nhé. Đây, cái đầu để như thế này. Sau đó cái tay này, ta xoay này. Xoay, các bạn lưu ý là cái phần khỉu tay nó sẽ xoay ra ngoài này. Xoay ra ngoài. Đấy, các bạn lưu ý nha. Sau đó chúng ta gập, gập nó lên đây. Duỗi thẳng ra sau. Đó. Đó. Nó làm như thế. Các bạn lưu ý là cái phần khuỷu tay ấy. Rồi, nó cũng chỉ như vậy thôi. Đấy, chúng ta để sát vào là được. Tiếp theo đến cái tay bên này thì các bạn lưu ý này, tại vì cái tay con này là nó sẽ có một cái loại tay để thay thế, nó là cái bàn tay cũng xòe ngón đấy, và đây là tay súng. Thì tay súng hay tay xòe ngón thì chúng ta đều vẫn có thể lắp được, chứ không phải là thay tay kia nó mới lắp được đâu. Cho nên là chúng ta cứ để tay này cũng được, không vấn đề gì cả. Đó, nhớ là cái phần khuỷu đằng sau thì chúng ta sẽ xoay ra ngoài nhá. Cái phần chốt dưới này rất là dễ bung. Rất là dễ bung. Đấy nha các bạn nha. Thì là hai cái tay, như vậy các bạn có thể thấy là hai cái tay đã gập vào bên trong này. Đó. Trông nó ra cái hình thù gì này. Đó, bây giờ tiếp theo sẽ là cái chân này. Cái chân này thì các bạn sẽ lưu ý cho mình là cái cài lại cái này, nó tại vì nó dễ tuột quá. Cái này cài vào cái phần dưới nó rất là dễ tuột. Rồi, bây giờ các bạn lưu ý là cái chân này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sang phần chân này, là cái phần mà đáng lưu ý, nó liên quan đến cái phần chân ở cái bánh răng nó có thể phẳng cân đối được hay không. Đây nha, trước tiên thì các bạn sẽ làm cái động tác là tháo cái này ra cho mình. Đây, tách cái này ra này. Đó, kéo nó ra như vậy. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện một động tác là xoay. Xoay như thế này. Xoay 180 nhá. Xoay mặt này ra mặt này. Đó. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta tung những cái này lên. Đó, nó sẽ liên quan đến cái phần chân này. Duỗi nó ra này. Đó, cái chỗ này các bạn lưu ý này, đây chính là cái điểm các bạn lưu ý. Đây, các bạn có thể thấy cái miếng này, cái này là bằng kim loại đấy. Đây, cái miếng này là bằng kim loại để tránh cho cái việc gãy. Chúng ta sẽ xoay này ra này. Đó, chỗ này các bạn lưu ý nó có một cái rãnh đây nhá. Thì cái này chúng ta xoay ra, sau đó đẩy nó lên đây. Đẩy cái này lên. Đó, các bạn lưu ý nhá. Xoay này. Sau đó đẩy này. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta có thể đẩy này. Đó. Rồi. Bước tiếp theo. Xoay cái này xuống này. Cái phần này chúng ta sẽ xoay xuống này đây. Phần này chúng ta sẽ đẩy xuống đây. Tại vì con này cũng hơi to xác cho nên là mình thấy cũng chan nó hơi vương víu. Đó. Chúng ta sẽ đẩy thẳng hết xuống nha. Để thái xuống, sau đó gập cái này lại này, gập lại và xoay cho nó thẳng thẳng ra là được. Đó, gập lại và xoay cho nó thẳng như thế này. Rồi, bước tiếp theo cái cánh này chúng ta mở lên này, mở lên này. Đó,
Và đến lượt cái phần cánh ở đây. Cái phần cánh ở đây chúng ta cũng mở lên này. Mở lên này. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đẩy nó lên nha. Đây, tại vì nó sẽ có một cái rãnh ở đây. Chúng ta sẽ đẩy cái này lên. Nó hơi rít một chút. Đó, đẩy nó lên. Sao cho chúng ta sẽ cài được cái đây. Đây, cái G. Cái G và cái lỗ này chúng ta sẽ cài được. Đó, chúng ta sẽ cài lại được khít như thế này. Rồi, tiếp theo. Đây chính là cái điểm mấu chốt mà nó sẽ có thẳng được hay không này, các bạn lưu ý nha. Đấy, như thế này hiện tại là đã đang thẳng ở dưới này. Đó, các bạn lưu ý là cái phần dưới này nó sẽ thẳng thành một đường như thế này. Đó, tại vì đây liên quan đến có cái bánh này. Nếu như chúng ta chan chuẩn nó thẳng thì chúng ta có thể đẩy nó được cơ, di di lại được, tại vì nó có những cái bánh răng ở dưới này. À, cái bánh quay ở dưới này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện động tác xoay này. Các bạn lưu ý là cái phần này nha. Cái phần đằng trước này thì để xuống, nhưng mà cái phần đằng sau, phần ở phía trong này chúng ta phải xoay đằng sau. Đó, là như thế nha. Một cái đằng này, một cái đằng này, nó ngược nhau. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xoay này lên. Đây, đang như này. Chúng ta sẽ xoay lên này. Và đây, các bạn lưu ý là cái phần G ở đây, đây. Nó sẽ cài vào đây nha. Mình chỉ rõ cho các bạn này, nó sẽ cài ở chỗ này. Đó, cái G ở đây và cài ở đây. Chỗ này thì hơi phải lựa một chút, tại vì nó sẽ hơi khó cài một chút. Thì chỗ này các bạn lựa giúp mình là cũng sẽ cài được thôi. Đó. Đấy. Cái chỗ này dưới này thì các bạn gập hẳn vào trong này. Đó, như vậy. Đây. Các bạn thấy chưa? Nó đã thẳng thành một hàng rồi đấy. Đây, thẳng hàng đây này. Thẳng hàng. Đó. Tại vì nhiều bạn transform là cái chỗ phần này nó cứ bị vênh lên. Nó tức là cái này này nó cứ bị vênh lên trên cơ, nó sẽ không thẳng hàng như thế này. Đó. Đây là đã thẳng hàng rồi. Đó, thì ở đây có cái bánh xe này. Và dưới này có cái bánh này. Đó, thì nó sẽ di được. Đấy, thẳng hàng rồi. Bây giờ tiếp tục chân bên kia nhá. Mình chan hơi chậm một chút, nhưng mà mình chỉ rõ cho các bạn những cái chỗ cần lưu ý. Rồi tiếp theo đến phần bên này nhá. Mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn chân bên này để cho thành cái xe hoàn chỉnh. Rồi, tiếp tục đưa tới bên kia thôi, chúng ta sẽ mở này ra, sau đó xoay. Đó. Ôi, mỏi tay quá, thực sự là mỏi tay. Mình cầm dơ lên này nó cũng nặng ấy, cho nên là mỏi tay. Rồi. Tiếp tục này. Tiếp tục thì chúng ta sẽ mở cái này ra luôn. Mở cái cánh này ra này. Sau đó đẩy cái này lên này, đẩy đẩy cái này lên. Mục đích là để cái này cài được vào đây. Đó. Đó như vậy. Đó, cài được nó vào. Rồi. Bước tiếp theo. Các bạn nhớ là một cái trên một cái dưới này. Đây, một cái trên một cái dưới, làm luôn không tí nữa lại quên. Đó. Và chỗ này cũng là các bạn lưu ý là chỗ này mình sẽ hơi gần bạn này. Đấy. Cái này chúng ta sẽ đẩy dịch lên đây nhá. Nó chính là mấu chốt mà để thẳng được hay không đấy, nó là ở cái chỗ này đấy. Rồi, tiếp theo này. Duỗi cái này ra này. Đây, duỗi cái này ra.
sau khi chúng ta duỗi thẳng ra rồi thì chúng ta sẽ xoay luôn, xoay cái này đó, như thế xoay luôn. Và tiếp theo mở cái cánh này lên, mình thấy cái chỗ này nó hơi mỏng, các bạn lưu ý chan chỗ này nhá, cái này nó mỏng lắm, thấy cũng hơi ghê. Rồi, và bước cuối cùng là chúng ta lại lắp như vừa nãy thôi, đó chính là lắp cái gờ này vào cái phần bánh xe này là xong. Đấy, bên này bị tuột rồi, đây bên này bị bung rồi, lại phải lắp lại. Có lẽ là lắp cái con này mình chỉ thấy khó nhất là cái bước mà căn sao cho lắp được cái này vào thôi. Nó thứ nhất là vừa phải dùng sức, thứ hai là vừa phải chuẩn. Đấy, mình chỉ thấy có mỗi như vậy thôi. Con này thì không biết các anh em có nhiều chưa nhỉ? Nhiều anh em sở hữu con này chưa? Nhưng thấy con này cũng rất là đáng mua mà. Chỉ mỗi tội là khớp nó hơi cùi thôi. Nếu mà họ nâng cấp khớp tốt lên thì tốt quá. Nhưng mà khớp lại hơi cùi. Rồi, bây giờ mình sẽ đẩy tiếp bên này vào. Cái chỗ này cứ hay chạm tay vào đây cho nên là nó xoáy bố lên đây luôn đi. Xoay bố lên đây luôn, tại mình xoay đây luôn, cải tiến luôn, tự cải tiến luôn. Bên này nha các bạn nè, bên này mình sẽ lắp nốt này. Đấy, chỗ này các bạn cũng sẽ căn để lắp được cái này vào. Đấy, như mình nói đấy, cái con này chỉ khó nhất là cái bước mà lắp cái phần cuối cùng này này. Căn sao cho để lắp được nó vào. Rồi, hơi tốn sức một tí. Đấy, cái đầu này hơi ấy rồi. Cái đầu này chúng ta phải gập xuống một tí. Đấy, mình quên căn cái đầu cho nên là đó. Nó kiểu như là hai cái này phải che cái đầu ấy, che cái mặt ấy. Đấy. Rồi. Đó, hai cái súng này chắc lên. Đấy, các bạn nhìn thế này. Một bên thì thẳng. Nhưng một bên thì đây các bạn là lắp mà hay bị như này này. Đấy. Các bạn lắp mà hay bị nó vênh vênh như này này thì mình sẽ chỉnh lại này. Đấy, đúng của nó là nó phải thẳng như thế này. Đó. Cho nên mình vừa nãy, đấy, bản thân mình cũng lắp mà cũng chưa được chuẩn. Nó bị vênh đấy. Đó cũng chính là lỗi mà các bạn hay mắc phải đấy. Cho nên mình sẽ phải sửa lỗi, đấy, sai thì phải sửa thôi. Rồi, chỗ này thì mình cũng lại xoay lên cho nó giống bên kia. Đó, cái này thì tùy, các bạn có thể xoay lên như này hoặc xoay xuống cũng được. Tùy nhá.
Rồi. Như vậy là mình đã transform xong cái con LS06 từ dạng robot sang dạng xe tăng. Và các bạn phải lưu ý là cái bánh xe nó phải thẳng như thế này. Cái đầu này nó phải chạm đất thì mới là đúng. Đó. Cái bên này lại tuột ra rồi, nhưng thôi mình mỏi tay lắm mà mình cháy nữa. Nhưng các bạn lưu ý là nhớ phải cài được cái chỗ gờ này vào. Đây, cái gờ này cài vào đây thì nó sẽ là chắc. Đó. Như vậy thôi. Điểm lưu ý chính là những cái này nó phải thẳng hàng này, nó phải thẳng hàng. Đó, chứ không bị vênh lên như lúc nãy mình cũng lắp hơi bị lỗi một chút cho nên là nó bị vênh. Đó, chứ còn chuẩn là nó sẽ thẳng như này. Đấy. Cho lên cái đấy, cho đẹp. Cho lên cho đẹp. Đó. Thì đây chính là LS06 dạng robot sang dạng xe, sẽ đây là dạng xe tăng của nó. Thì đấy, các bạn có thể để cái này như thế này nhé, hoặc là để nó xuống như thế này cũng được, tùy thôi, tùy các bạn thích để là để, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ để lên như thế này đấy, trông như kiểu cái giáp của nó đó. Đấy, các bạn có thể xem. Nói chung là cái con này thì dạng dạng xe tăng, nó cũng khá là ngầu, rất là to đấy. Rồi thì clip của mình kết thúc ở đây nhá. Transform con này mà cũng mất nửa nửa tiếng, sợ quá, lâu rồi không chơi, lôi ra có khi cũng lâu lắm rồi mình mới lôi cái này ra chơi đấy. Tại vì từ khi mua về cũng làm clip review hướng dẫn các bạn chan thôi, xong đó là cũng trưng ở dạng robot thôi, chứ mình cũng không trưng dạng xe tăng. Tại vì trưng dạng xe tăng là rất là tốn chỗ, nó to mà, nó to rất là tốn diện tích, cho nên mình trưng dạng robot đó. Nhưng mà thôi, à đây, xuống chỗ này mình gập lên này. Đó. Bên này gập chưa nhỉ? Rồi. Đấy. Đi set thì can đây. Đó. Rồi, clip mình kết thúc ở đây nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn mà muốn mình transform, hướng dẫn các bạn transform con nào thì cũng có thể ở cứ inbox mình sẽ, nếu mà rảnh mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn transform con đấy. Rồi, clip mình kết thúc ở đây nha. Bye bye. Anh em ra đường nhớ đeo khẩu trang, hạn chế ra đến nơi đông người nhá. Và đi vào thang máy thì nhớ dùng khuỷu tay như này. Đấy, chứ đừng dùng ngoài tay bấm vào xong lại đưa lên mắt mũi miệng là corona ngay đấy. Bây giờ không đùa đâu, Việt Nam gần 100 người bị rồi. Rồi, xin chào, bye bye.